Rồi hôm nay các bạn sẽ ghi cho thầy là chương 5 nhé. Chương 5. Chương 5. Đấy. Các số đặc trưng nhé. Các số đặc trưng. Các số đặc trưng. Đấy. Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm. Đấy, của mẫu số liệu không ghép nhóm. Nào, chưa phát vội bác ơi, chưa phát vội, để từ từ đã. Nào, chúng ta ghi sang chuyên đề 1 nhá, chúng ta sẽ học cái này trước này. Đấy. Chuyên đề 1. Các số đặc trưng, các số đặc trưng đo xu thế tập trung, đo xu thế trung tâm. Đo xu thế trung tâm. Đo xu thế trung tâm. Đấy, ghi cẩn thận từng chữ một, không mấy lúc là cụ thể là bài này chúng ta sẽ phải nắm được những cái thuật ngữ sau này. Số trung bình. Số trung bình. Trung vị. Tứ phân vị. Tứ phân vị và mốt. Đấy. Nhưng hôm nay thầy dạy các bạn nhẹ nhàng là hiểu được bốn cái này thôi là được rồi. Nhá. Nào, một nhỏ. Ghi xong chưa các bạn? Một nhỏ số trung bình. Thầy viết mà cái này nó cứ rung rung ấy nhỉ? Số trung bình. Và trung vị. Số trung bình và trung vị. Được chưa? Nào, bây giờ đầu tiên mình sẽ đánh dấu sao. Thứ nhất là số trung bình. Số trung bình chính là một cái giá trị trung bình. Giá trị trung bình cộng nhá, là giá trị trung bình cộng. Là giá trị trung bình cộng. Của các số trong mẫu số liệu. Của các số trong mẫu số liệu. Nó cho biết vị trí trung tâm. Của mẫu số liệu. Và có thể đại diện. Cho mẫu số liệu. Ví dụ này. Đấy, đánh dấu sao ví dụ. Nghe thì nó rất là dài dòng. Nhưng mà chúng ta ví dụ cái chúng ta sẽ hiểu ngay vấn đề. Ví dụ, điểm trung bình. Ví dụ điểm trung bình. Của môn học. Đúng không? Các bạn đi học, điểm trung bình này có quan trọng không? Điểm trung bình môn học. Điểm trung bình tất cả các môn. Gì nữa? Điểm trung bình tất cả các môn. Rồi chiều cao trung bình của lớp.
chiều cao trung bình nam giới chẳng hạn của Việt Nam, chiều cao trung bình nam giới của từng nước, đúng không? Là gì nữa? Lượng mưa trung bình trong một năm. Đấy, các bạn thấy những cái con số này nó có ý nghĩa không? Đối với cầu thủ thì số bàn thắng ghi trong một trận, đúng không? Bắt rồi, nhìn cho anh xem các bạn đang làm gì ấy. Tay thằng kia bấm máy tính làm cái gì? Tay thằng Bách bấm máy tính làm cái gì? Đang ghi bài, tay cầm máy tính vẫn đang ấy. Bác kiểm tra ngay luôn, ghi đã xong đến đây chưa? Ghi xong nó có thèm ghi ví dụ không? Rồi. Hả? À? Hết một ví dụ đầu tiên mà nghịch điện thoại này đấy. Bách là ba tội rồi, 1 2 3. Vào muộn này. Dùng máy tính trong khi thầy bảo ghi bài. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái công thức nhá. Chúng ta đánh dấu sao, với cái quan trọng nhất là phải thuộc công thức để tính, đúng không? Công thức tính số trung bình. Công thức tính số trung bình. Nào, công thức tính số trung bình. Thực cái này nó khá dễ các bạn ạ. Cái này nó khá dễ. Giống như các bạn, ví dụ các bạn có điểm của các bạn rồi thì các bạn có tính được cái điểm phẩy của các bạn không? Không biết tính điểm phẩy á? Thế giáo viên người ta cho điểm lung tung thì các bạn không biết kiện à? Chấp nhận số phận luôn à? Được 10 toán lúc nào không biết? Thật là vô tri. Nào. À, bây giờ chúng ta sẽ tính công thức số trung bình nhá. Công thức tính số trung bình này này. X trung bình sẽ bằng x1 cộng x2 cộng chấm 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 cộng xn tất cả chia cho n. Có đúng không các bạn? Có đúng không? Ví dụ thầy muốn tính chiều cao trung bình của lớp mình thì có tính được không? Đấy. Nào bây giờ. Bây giờ thầy sẽ lập một tí nữa chúng ta sẽ làm một bài, tức là một bảng số liệu nó sẽ tính tất cả các cái này ra đấy. Hả? Sao lại giống hóa đấy? Lưu ý trong trường hợp mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số, mẫu số liệu cho dưới dạng tần số. Đấy. Trong trường hợp mẫu số liệu cho dưới dạng tần số thì công thức nó sẽ được tính như sau: x trung bình sẽ bằng m1 nhân x1 cộng m2 nhân x2 cộng chấm 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 cộng mk nhân xk tất cả cũng chia cho n. Đấy, các bạn lưu ý n đây là gọi là tổng số liệu của mẫu. Được chưa? Tổng số liệu của mẫu. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cái ví dụ đi nhá. Các bạn cùng ghi một cái bảng số liệu mẫu và bây giờ thầy sẽ khảo sát trực tiếp vào các bạn luôn. Bảng khảo sát mẫu này. Bây giờ thầy sẽ có câu hỏi đối với ngay cả lớp chúng ta luôn. Đấy. À, hỏi về số người yêu cũ nhá. Câu hỏi lại hơi nhạy cảm mà. Chưa chép xong đúng không? Mấy bạn nào được, bạn nào được trên 10 giơ tay nào. Minh à? Lê Công Minh à? Khôi thì sao? Cái số liệu này nó có đa dạng không?
không à. Nhật Hoàng là có này, Nhật Hoàng là hiện là đang đang yêu chứ chưa cũ đúng không? Mấy người yêu cũ là chúng ta khảo sát là 56 bạn nào 56 ấy giỏi ấy. Đó, khảo sát cả anh Bắc luôn à. Anh Bắc à. Thôi được rồi. À, câu hỏi này nó sẽ hơi nhạy cảm một chút, chúng ta sẽ chuyển sang số liệu khác nhá. Số liệu gì bây giờ nhỉ? Chiều cao thì nó nhiều quá. Chiều cao thực sự luôn là nó nhiều quá. Để xem nào. Cân nặng nhạy cảm quá nhỉ. Điểm của các bạn thì thưa thi xong đúng không? Nào, bây giờ tôi hỏi tháng sinh đi đúng không? Tháng sinh thì thực ra cái số liệu đấy nó cũng thôi được rồi, cũng có thể tạm chấp nhận đúng không? Tạm chấp nhận. Bây giờ tháng sinh nhá. Nào, bữa đầu tiên là đây là tháng sinh của các bạn trong lớp này. Tháng sinh của các bạn trong lớp này. Đấy, ví dụ như thế. Nào. Thực ra nó cũng mang tính gọi là tượng trưng thôi. Nào. Như vậy là Việt Hoàng Nhật Hoàng là sinh tháng mấy? Đầu tiên một bạn tháng 7 này. Đấy, tiếp Diệu Linh. Một bạn tháng 9 này. Tiếp Hoàng. 7 tiếp này. Hai bạn Hoàng sinh tháng 7, Nam. 8 này. Tiếp Khôi. 11. Lâm. 11. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Khôi à? Tùng. Hả? Ui, ba đứa 11 này ngồi với nhau ấy. Nào. Ui, cả cái tháng 11 nữa. Công Minh tháng 3 rồi. Nào, Cường. Hả? Lộc là tháng mấy? Lộc cũng tháng 12 à? Thành tháng 9. Bách. Hết rồi à? Thiếu số liệu à? Anh Bắc này 7 à? Rồi chúng ta có đấy, ví dụ như này nhá, đúng không các bạn? Thế bây giờ nó sẽ câu hỏi đặt ra là tháng trung bình các bạn, các bạn cộng tất cả các bạn chia cho ở đây có bao nhiêu số liệu đây? Có phải 14 không? 14 số liệu không? Đúng không? 14 số liệu thì có phải n sẽ bằng 14 không? Đúng không? Các bạn tính như vậy, các bạn tính anh tháng trung bình nào? Tháng trung bình là tháng nào nào? Cộng tất cả và chia cho 14 nào. Như vậy là trung bình là 9,1 đúng không? Đấy, tháng trung bình là 9,1. Đấy, tí nữa có thể khảo sát một vài bạn điểm trên lớp các thứ như nào. Vẫn nên toàn với nhạy cảm đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu cái số 2 nhá các bạn. Như vậy các bạn đã hiểu được cái trung bình chưa? Rồi bây giờ đánh số sao 2 là trung vị này. Đấy, trung vị. Trung vị, trung là gì? Trung là giữa, vị là vị trí. Vậy trung vị ở đây là số ở giữa, hiểu không? Số ở giữa chứ không phải là số trung bình nhá. Số trung vị, thấy chưa? Đấy. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng ghi này. Để tìm số trung vị của một mẫu ta thực hiện như sau. Đấy, ta thực hiện như sau. Đấy. Bước 1 các bạn sẽ phải làm sao? Sắp xếp. Đầu tiên chúng ta phải sắp xếp nhá. Sắp xếp các giá trị trong mẫu số liệu. Phải sắp xếp các giá trị. Trong mẫu số liệu. Đấy, sắp xếp các giá trị trong mẫu số liệu theo thứ tự không giảm
không giảm chứ không phải là tăng nhá, chỉ là không giảm thôi. Đúng chưa? Cái thứ hai, bắt đầu từ cái thứ hai, đó là nếu giá trị của mẫu là số lẻ, đúng không? Nếu n viết viết này, nếu n lẻ. Nếu n lẻ thì số trung vị là số chính giữa luôn. Số trung vị sẽ bằng số chính giữa. Còn nếu mà n chẵn, nếu n chẵn thì số trung vị là bằng gì biết không? Bằng trung bình của hai số chính giữa. Các bạn có hiểu cái đoạn này không? Bây giờ chúng ta sẽ làm hai cái ví dụ nhé. Một cái ví dụ là với n lẻ và một ví dụ với n chẵn nhé. Được chưa? Nào bây giờ các bạn sẽ hình dung này. Đấy, ví dụ. Đấy, để tiện thì chúng ta lấy thẳng cái ví dụ ở trên này luôn. Cái ví dụ này có bao nhiêu số liệu đây? 14 đúng không? 14 tức là n là chẵn hay lẻ đây? N là chẵn đúng không? Thì bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta làm là gì các bạn biết không? Có sao có cái này nó cứ nhảy lên nhỉ? Từ từ nhá, xem cái sao này. Từ từ xem mà. Hình như cái này bị ai kích vào cái chế độ của nó rồi. Không sao sao, thầy có không phải viết lại mất thời gian đây. Có cách chứ. Ví dụ là chúng ta vẫn dùng mẫu số liệu ở trên tháng sinh đúng không? Đây nhiệm vụ chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé và từ bé đến lớn, không giảm đúng không? Không giảm là từ gì? Theo thứ tự không giảm. Đấy thì từ bé đến lớn nào, chúng ta bắt đầu đi từ số mấy nào? Số 3. Viết xong số 3 gạch đi, tiếp sau số 3 sẽ là số nào lớn hơn? Số 7, 3 số 7 đúng không? Đấy, 7, 7, 7. Tiếp mấy số 8? 1 số 8, viết xong gạch đi, mấy số 9? 1, 2, 2 số 9. Thực hiện thao tác cho thầy như quen mà. Tiếp đến số 10, viết số nào gạch rồi đấy đi. Tiếp đến 10, 11 tận 4 số 11. Và cái cuối cùng là số 10. 12 là 2 số 12. Có hiểu vấn đề không? Vậy trên mẫu số liệu này của chúng ta là có tất cả 14 số. Các bạn đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng không? Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì có phải đây là hai số chính giữa không? Các bạn hiểu chưa? Tức là nó có hai số ở giữa chứ không phải là một số. Bởi vì sao? Bởi vì số cái này là số chẵn. Hiểu chưa? Ví dụ các bạn 1, 2, 4, 4, 5 chẳng hạn. 1, 2, 3, 4, 5 thì các bạn thấy số chính giữa là số này không? Nhưng bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì có 6 cái thì phải có tận hai số chính giữa chứ. Hiểu vấn đề chưa? Vậy thì số trung vị sẽ là bao nhiêu? Số trung vị sẽ bằng bao nhiêu? À, số trung vị đúng không? Sẽ bằng là trung bình cộng của hai cái này, tức là 9 cộng 10 chia 2 là bằng 9,5. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Đấy. Còn ví dụ trong trường hợp mà số lẻ 1, 2, 3, 5, 7 thì cái số chính giữa, số trung vị là số nào? À, số trung vị là số này. Đấy. Các bạn hiểu chưa? Đấy, ok nhá. Đấy, rồi tiếp tục nào. Tiếp tục nhá. Nào, các bạn ghi xong thì ghi cả ví dụ đi nhé đây. Chữa bài ghi ví dụ bài nhé, không lại ấy. Nhé, ghi ví dụ vào, ghi như vậy. Chúng ta ghi là dùng số liệu trên các thứ cũng được. Xong rồi chúng ta viết ra.
Xin chào các bạn, lại là mình. Nó tự nó nhảy quảng cáo. Lê anh nuôi. Nào, xong chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã xong về cái số trung bình và số trung vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái khái niệm tiếp theo. Hai nhỏ, nó hơi phức tạp hơn một chút là tứ phân vị. Tứ phân vị. Đấy, tứ là mấy? 4. Phân là phân chia ra. Vị là vị trí. Tức là mình sẽ, bọn em hiểu đơn giản là nó sẽ đây này. Ví dụ nhá. Ví dụ này, chúng ta cái này chúng ta đi từ ví dụ để chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Đấy. Thang điểm là 100. Thang điểm tối đa là 100. Đấy, chúng vậy. Có 12 thí sinh đạt kết quả như sau. 12 thí sinh đạt kết quả như sau. Đấy. 58, 74, 92, 81, 97, 88, 75, 69, 87, 69, 75 và 77, đúng không? Bây giờ ban tổ chức khá là lo rồi. Ban tổ chức, đấy. Ban tổ chức, đây là câu chuyện có thật. Câu chuyện thường các kỳ thi nó sẽ như thế. Ban tổ chức muốn trao giải cho học sinh. Muốn trao giải. Nhất nhì ba tư. Đúng không? Đấy. Mỗi giải cho 25% thí sinh. Có hiểu đoạn này không? Tức là 25% thí sinh sẽ được giải nhất. 25% thí sinh sẽ được giải nhì, 25% thí sinh được giải ba và 25% thí sinh được giải tư. Đó là lý do các bạn tại sao ở đây có bạn nào đi thi học sinh giỏi chưa? Chưa, bách à? Ờ, thế học sinh giỏi người ta chấm nhau biết không? Ví dụ à, loại rồi thế. Tức là các bạn khi bạn thi thành phố ấy, thường người ta sẽ có ví dụ nha, từ bao nhiêu điểm đến bao nhiêu điểm thì được giải nhất, từ bao nhiêu điểm đến bao nhiêu điểm thì được giải nhì, đúng không? Chứ không phải là người ta xếp nhất nhì ba đâu. Các bạn có hiểu không? Người ta sẽ không phải xếp nhất nhì ba, mà người ta sẽ xếp là từ bao nhiêu đến bao nhiêu là các bạn được giải nhất. Từ bao nhiêu đến bao nhiêu được giải nhì. Đấy, thì câu chuyện nó là chính là cái tứ phân vị này. Được chưa? Thế thì bây giờ để tìm cái tứ phân vị, đúng không? Đấy. Bây giờ người ta bảo là em hãy giúp ban tổ chức tìm ra các cái ngưỡng để phân loại thí sinh. Được chưa? Thì bản chất cái tứ phân vị đấy nó chính là các cái ngưỡng đó. Được chưa? Vậy tứ phân vị bản chất là mấy giá trị biết không? Ba giá trị. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta có một khoảng như này, chúng ta sẽ có ba giá trị
để chặt cái này ra làm 4. Có hiểu không các bạn? Cái chỗ này sẽ là giải nhất, chỗ này sẽ là giải nhì, chỗ này sẽ là giải 3, chỗ này sẽ là giải 4. Có hiểu không? Và ba cái giá trị này thì gọi là tứ phân vị, là ba cái cột này. Thì ba cái cột này, đúng không? Chúng ta sẽ mũi tên ghi xuống đây. Cái đầu tiên là cái Q1. Cái này là cái Q2 và cái này là cái Q3. Đấy, thì ba cái này nó chính là tứ phân vị. Các bạn vẽ đúng cái hình này xong rồi thầy sẽ dạy cách các bạn tìm tứ phân vị. Xong chưa? Xong chưa? Nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm này. Đấy. Nào. Bây giờ chúng ta sẽ ghi đánh dấu sao này, các bước tìm tứ phân vị. Các bước tìm tứ phân vị. Tứ phân vị tức là mở ngoặc Q1, Q2, Q3. Được chưa? Đấy. Bước 1, các bạn sẽ phải sắp xếp. Lúc nào cũng phải sắp xếp đúng không? Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm. Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm. Đánh dấu cộng thứ hai, cái này biết từ bài trước rồi, đó là tìm trung vị, tìm trung vị của dãy, và trung vị của dãy này chính là Q2 các bạn nhé. Cái trung vị của dãy này chính là Q2. Và cái thứ hai là cái thứ ba, thì bây giờ các bạn tưởng tượng là cái Q2 á, nó sẽ chia dãy này ra làm hai phần, là phần nửa bên trái và nửa bên phải. Có hiểu không? Nó sẽ là nửa bên trái và nửa bên phải. Thế bây giờ tiếp theo mình sẽ là tìm trung vị của nửa bên trái, tìm trung vị của nửa bên trái, tìm trung vị của nửa bên trái, nửa bên trái của Q2 đúng không? Đấy. Mở ngoặc không bao gồm Q2. Không bao gồm Q2. Tức là cái dãy đấy nó không gồm Q2. Nếu n lẻ. Và chúng ta sẽ suy ra cái giá trị bên tay trái. Cái giá trị bên tay trái của thằng Q2 sẽ là Q gì? Q1. Đúng không? Đấy. Và tương tự chúng ta sẽ là tìm trung vị của nửa bên gì? Nửa bên phải của Q2. Đấy, và cũng mở ngoặc là không bao gồm Q2 nếu nợ lẻ. Và chúng ta sẽ được đây là Q3. Đấy, tìm xong ba cái Q này thì chúng ta sẽ được cái tứ phân vị nhá. Tìm xong số liệu này chúng ta sẽ được tứ phân vị.
Rồi các bạn ghi cẩn thận, sau đó chúng ta dùng thẳng cái ví dụ trên để chúng ta giải cái bài này. Xong chưa các bạn? Nào bây giờ chúng ta sẽ giải quyết với cả cái mẫu số liệu này nhá. Làm từng bước một nhá. Đây, nhìn này. Đầu tiên bước một là sắp xếp đúng không? Đúng không các bạn? Đây. Ok. Đấy, thì bây giờ lại có được này. Vẫn không được. Các bạn ngồi ăn ăn đấy. Nào bây giờ các bạn sắp xếp nào khôi nào. Khôi sắp xếp nào. Thế này. Nhỏ nhất là thằng nào? Số 9. Khôi không hiểu bài nhá. Rồi ok. Nào, cho cơ hội nữa này, xem số sai nữa được. Số 9. Rồi 69. Gì nữa? 69 lần nữa. Gì nữa nào? 74. 75. 77 81 87 88 92 và ok chưa, sắp xếp xong chưa? Rồi bây giờ các bạn nhìn này, đây có tất cả bao nhiêu số liệu? 12 số liệu đúng không? Ok, 12 số liệu, vậy trung vị nó là bao nhiêu? Bảy mươi lăm với 77 đúng không? Thì số trung vị ở đây Q2 bằng mấy? Bảy sáu. 75 cộng 77 chia đôi là 76. Thằng Lâm lại đấy, dơ bánh cho thằng Khôi cho mình. Nào hiểu vấn đề chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái nửa bên này là nửa trái không? Và nửa bên này là nửa phải không? Nào, nửa trái này, nửa trái có mấy số liệu nào? 6 số liệu đúng không? Thế thì có phải có hai số chính giữa không? Thì mình lại ra Q1 bằng bao nhiêu? Cộng và chia đôi nào nhé. 71,5. Nào tiếp, có phải cái này nó lại hai số chính giữa không? Q3 bằng bao nhiêu? 87,5. Có dễ không? Xong, tứ phân vị xong rồi. Q1, Q2, Q3 xong rồi. Được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ
đấy, giúp gọi là giúp ví dụ em giúp ban tổ chức thì em sẽ giúp như nào? Đây, tứ phân vị đã tìm xong chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ ra giải nhất sẽ là gì? Sẽ là lớn hơn hoặc bằng 87,5 điểm. Có hiểu không? Giải nhì là từ đâu đến đâu? 76 đến 87,5. Hiểu không? Giải 3 sẽ là từ 71,5 đến 7,6. Còn giải 4, tức là giải bé, là bé hơn 71,5. Có hiểu không? Rồi, chữa vào đấy. Thế rồi, đúng không? Làm từng bước nửa trái nửa phải, viết rõ vào. Đấy, bài hôm nay nó có một cái nữa thôi. Còn một phần nữa thôi là xong. Đấy, sau các bạn cho các bạn làm bài tập. Đấy, bắt ngồi làm đáp án luôn đi cho nó ấy. Cái này, phần này em phải ôn lại đấy nhá. Tại em cũng đang kèm mấy bạn kia mà. Em ôn lại cho anh luôn. À, xong chưa? Xong chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với cả phần số 3. Rồi. Lớn hơn bằng 87,75 chứ, còn giải nhì là chạy từ 76 đến 87,5, đến nhỏ hơn. Lớn hơn 87,75 mới là giải nhất, hiểu không? Có hiểu không? Rồi, nốt cái cuối cùng, cái số 3, mốt. Mốt là gì? Bạn nghe là chạy theo mốt thời trang thời thượng không? Mốt là gì? Mốt là mẫu số liệu có giá trị xuất hiện lớn nhất, tức là nhiều lần xuất hiện nhất, có giá trị xuất hiện với tần số lớn nhất. Với tần số lớn nhất. Đấy, mở ngoặc nghĩa là xuất hiện nhiều nhất. Ví dụ ở cửa hàng người ta nghiên cứu là người ta xem là cái mẫu áo nào sẽ được nhiều người mua nhất. Thì cái đấy sẽ là mốt. Hiểu chưa? Đấy. Một dãy số liệu. Một dãy số liệu. Có thể có nhiều mốt. Có thể có nhiều mốt. Nhá. Có thể có nhiều mốt. Một dãy số hiệu có thể có nhiều mốt. Nào, bây giờ chúng ta sẽ ghi hết vào. Sau đó thầy sẽ kéo lên trên để chúng ta làm các cái ví dụ cũng như là cái phiếu. Xong chưa? Thành tí xong ở lại gặp thầy một tí nhá. Nào, dãy số liệu có thể có nhiều mốt, được chưa? Được chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn xem từ đầu đến giờ chúng ta có những cái mốt gì. Ví dụ đầu tiên là cái tháng sinh của các bạn này. Bạn thấy cái nào xuất hiện nhiều nhất này? Có 11 ạ. Vậy mốt ở đây là 11. Mốt là 11 đúng không? Vì sao mốt là kiểu MO đúng không? Mốt là 11. Đấy, số chung chung vị là
Đấy, tiếp điểm ở đây các bạn thấy là điểm nào xuất hiện nhiều nhất? 75 xuất hiện 2 lần đúng không? Nhưng mà 69 có xuất hiện 2 lần không? Có 21 đúng không? Vậy là mốt ở đây là cả 69 và 75. Đấy. Được chưa? Bắc thấy nói chứ bất tư tự phải nói phải nhắc chứ. Bắc nó vớ lên thằng Nam như thế mà không nhắc. Đây phải chấn chỉnh lại chỗ giảng thôi. Đấy để bọn nó nhờn nhờn này học xong rồi lúc học đuối rồi. Nào, xong chưa? Lại nói gì đâu, vừa nhìn thằng Nam là thằng nói nhiều nhất lớp. Thằng thứ hai là thằng Bách, à Bách. Đây. Còn thằng nghịch nhất, ngầm nhất là thằng Khôi. Đấy. Còn thằng chỉ nhìn thằng Khôi cười là thằng Lâm. Nào bây giờ các bạn lấy cái phiếu của mình nha. Tất cả có phiếu chưa? Bác, anh Bắc phát phiếu nào. Nào bây giờ chúng ta sẽ ghi bài tập sách giáo khoa. Bài tập sách giáo khoa nào. Câu 57, 5.7 đúng không? Đấy. Nó bắt tìm số trung vị này. À tìm số trung bình này. Tìm số trung bình nhá. Các bạn nhìn này, tìm số trung bình này. Số trung bình là gì? Là x gạch ngang trên đầu này. Cái thứ hai là trung vị này. Trung vị là ME nhá các bạn nhá. Trung vị là ME này. À, mốt này. Mốt là MO này. Và tứ phân vị. Đấy, của từng cái dòng một. Tứ phân vị. Tứ phân vị thì gồm có 3 cái Q1, Q2 và Q3. Đấy, của từng cái số liệu một. Bây giờ thầy với cả các bạn sẽ cùng làm với nhau nhá. Nào câu A. Cái số liệu đầu tiên nó đã sắp xếp cho các bạn chưa? Sắp xếp lại luôn. Câu A, số điểm mà 5 vận động viên ghi được trong một trận bóng rổ đúng không? Chúng ta sẽ sắp xếp là 8, 9, 15 và 20. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt tìm từng thằng một. Đầu tiên x trung bình. X trung bình thì sẽ bằng, bạn lấy cộng máy tính vào nào. 8 cộng 8 cộng 9. À thôi được ạ, tính rồi thì thôi 12. Được chưa? Nó rất là dễ. Tiếp số ME, số trung vị là bao nhiêu? À ở giữa luôn là 9. Được chưa? Tiếp nào, số MO là bao nhiêu? 8, chính xác, số xuất hiện nhiều nhất đúng không? Và cái cuối cùng tứ phân vị nào? Tứ phân vị nào là bao nhiêu? Q1, Q2, Q2 bằng, có phải bằng 9 luôn không? Đấy, Q3 đúng không? Rồi các bạn thấy này, các bạn thấy là đây là N là lẻ đúng không? Thì có phải là đây là nửa dãy bên trái và đây là nửa dãy bên phải không? Thế thì cái này sẽ ra được Q1 bằng mấy? 8, chính xác, Q1 bằng 8. Cái này thì Q2 bằng mấy? À Q3 chứ, Q3. À đúng rồi, 17.5. Có hiểu không? Xong rồi. Được chưa? Đấy, rồi bây giờ các bạn làm câu B, câu C cho thầy nhá. Làm câu B, câu C. Đấy. Nghỉ gì sớm ấy, từ từ bình tĩnh. Nào bạn nào phải về rửa bát nào? Nam đúng không? Rồi.
Xong chưa? Bác làm đáp án chưa? Đi hỗ trợ các bạn được, xem các bạn nào có mượt không. À, chúng ta sẽ chưa xong được câu B à? Còn lúc quý bạn là xong, sắp xếp nhá, nhớ phải sắp xếp nhá. Nào mời Lâm sắp xếp cho thầy à? Câu B là sắp xếp à? Đầu tiên là đi từ đâu? 250 này, xong đến 300 mấy lần? 300 đúng không? Bao nhiêu nữa? 350 mấy lần? Rồi tiếp 450 450 tiếp 500 hết chưa? Vậy cái này dãy này có mấy số liệu nhỉ? Có 8 đúng không? Đúng không? Rồi, ok. Làm đầu tiên giá trị trung bình là bao nhiêu? 387,5. Cái giá trị ME bằng bao nhiêu? 325. Giá trị MO? 300. Đúng không? Tứ phân vị nào? Q1 bằng 300. Q2 bằng 325. Q3 Q3 bao nhiêu? Q3 lại 500 được. Q3 em sẽ nhìn này, em sẽ phải tìm số trung vị của nửa bên này đúng không? Bên này có 4 cái thì có 2 số ở giữa phải cộng và chia đôi chứ. 475 đúng không? Hiểu chưa? Rồi đấy. Hiểu chưa nào? Vẽ này các bạn nhìn thấy dễ nhìn không? Rất dễ đúng không? Đây này, kéo hẳn xuống làm nốt câu C rồi cho nghỉ này. Đấy, các bạn thấy có phải như vừa nãy thầy nói là cái lớp này học dễ hơn lớp kia, dễ hơn nhiều nhá. Nhưng mà những phần khó lại để đợi các bạn kỳ sau nhé. Đấy, cái phần này rất là sướng, thầy làm cho cách rồi. Nào, các bạn sắp xếp nào? Hoàng, Nhật Hoàng sắp xếp như này à? Bắt đầu từ bao nhiêu nào? 30 tiếp 32 33 34 2 lần, 35, 36, 38 đúng không? Tất cả có mấy cái này? Cũng 8 à? Rồi ok, mình gạch cái gạch này cho nhớ này. Vậy thì tìm trung vị cho biết đi, tìm trung bình sau nhỉ? Nào như vậy là Q, ME bằng bao nhiêu? ME bằng 34 này, MO cũng là 34 đúng không? Đấy, Q1 bằng bao nhiêu? Q2 cũng bằng 34 đã. Q1 bằng bao nhiêu? Như này, Q1 có phải là giữa cái này không? Đúng không? Q1 phải là 3. 32,5. Thằng nào 31 đây? À đúng rồi. Tiếp Q2 à Q3 bằng bao nhiêu? 35,5. Đấy, thế còn x trung bình bằng bao nhiêu? 34. Xứng đáng được nghỉ học sớm chưa? Rồi ok được rồi. Đấy.